con lăn rớt xuống đó. Hello mọi người. Này lễ holiday tụi em đi vòng vòng chơi. Này là tụi em đang ở Public Garden hả? Yeah. Đây cũng chung quanh đẹp lắm nè mọi người. Beautiful. Happy Labor Day weekend everyone. Beautiful. Chung quanh đây ai muốn cưỡi tàu thì đi bên đó nha mọi người. Đây có chiếc thuyền nhỏ người ta dẫn mình đi vòng vòng đó. Beautiful. Nice. Nay trời đẹp quá bà con ra đây thưởng không khí trong lành quá trời đẹp luôn. Vòng rành được nghỉ thì vòng vòng chơi. Hai chị đẹp. Lấy đánh đây chụp xuống cái đó còn đẹp nè. Thì đó em mới nói. Đó, đó mấy chị nè. Trời, qua đây coi mọi người đẹp lắm nè, cảnh rất là đẹp. Đứng đây nè chị. Nay trời quá tuyệt vời luôn mọi người. Hôm nay Labor Day weekend mà thời tiết 80 mấy độ luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đó. Đây là Boston nha mọi người. Đây. Nay trời đẹp quá mấy chị ha. Chị đẹp em nè. Đi đâu á chị? Vé tàu đi không?
đây nè mấy chị ơi. Lâu lâu qua bên kia trước đã. Đây đó, ngay cái đây nè. Bông này bông gì chị? Bông này thì em biết. Bông này đẹp quá. Trời ơi đẹp quá nè. Nay trời nắng đẹp quá mọi người ạ. So beautiful today. Boston cũng đẹp ghê chứ bộ ha. Boston hôm nay trời nắng quá đẹp luôn. Trời đẹp ghê. Trời chụp hướng này thì nó sáng ơi là sáng. Đẹp. Nó đẹp luôn nè mọi người. Cái hồ này mà có xe nó luôn xuyên mà nó chạy ra chạy ra rồi đúng tay. Hôm nay Boston trời đẹp lắm mọi người. Mát ơi là mát luôn. Đó, mình đi ở trong cái công viên này nè đó. Hôm nay trời mát ha chị ha. Quá trời đẹp luôn. Nay trời mát có mấy chị em dạo phố Boston. Nay trời quá trời đẹp luôn ha chị. Tuần này Labor Day weekend thời tiết quá đẹp luôn mọi người. Trời đẹp. Có đâu mình đi no dưới đây chị dưới đây mình ở phía dưới kia kìa sure mình ở dưới kia kìa đó kia đó mọi người hôm nay mọi người khỏe không nay tụi em khỏe ra ra như bộ kéo xe nay tụi em khỏe ra làm đâu được đi chơi nên là ai cũng khỏe ra kéo ra như một như bọn kéo xe hình như mình đậu ở chỗ James á James bên đây hả ở vậy hả ở vậy hả đây thành phố Boston Boston trời đẹp quá. Boston mấy chị em đi vòng vòng. Nơi mấy mò nó đóng cửa. Nơi lễ đóng cửa. Nơi lễ Boston đóng cửa. Đó vô đó đi, vô đó có bathroom đồ luôn. Đây vô đây đi chị. Dạ. Vô đây đi chị ơi. Con thấy hơi lạ đó nha. Bữa là lạ quá. Sao trong trong nó mát hơn vậy trời. Ừ bữa thì mới nói lạ. Mấy chị em đi sưu tầm. Giờ vô đây mình biết tâm rồi. Nghe đồn trong đây có máy lạnh mà vô đây. Không có tiền bắt
nóng quá đi vô đây cho nó mát. Hai chị em đi, mấy chị em đi shopping về mỏi chân lắm rồi. Ngồi đây relax đi. Thấy thác nước này thấy mát rồi ha. Thác nước này thấy mát. Ồ, đẹp quá. Thác nước đẹp quá. Đổ ào ạt. Thôi chúc mọi người ngày lễ cuối tuần vui vẻ nha. Hoa nha.